Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này form thiên nhiên nhà mình nha. Cây này liền cốt, rừng liền cốt nha. Phôi đang cực kỳ sung tốt luôn nhà mình. Đây, rất là sung luôn nha. Tất cả các đầu chi sống hết luôn nha. Cây này có mã số là 82, có tổng hoành là 160. Cây cao tính từ mặt bầu này mà lên tới cái đỉnh đây nha là 126. Đang nằm cái bầu đất rinh là 80 x 50 rộng nhất nhà mình nha. Rồi cây này thì em xin giao lưu là 5 triệu bao vận chuyển nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Hàng này về nhà mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Dưới đây thì có một cái hốc lũa nhà mình nha. Cái hốc lũa này. Cây cực kỳ già luôn nha. Nói chung hàng cẩm thị, hàng phôi mà giờ còn như thế này là hàng sót nhà mình nha. Cái này đầu lũa này. Tất cả các đầu đều sống hết luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này về mình thích thì mình để mình làm mấy cái chóp cũng rất là ok nha. Mấy cái chóp nhỏ 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 xuống nè. Ok luôn. Cây cực kỳ dài nha. Cây này nói chung mà đóng hàng gửi đi thì tiền ship cũng rất là cao nha mình. Cây này tầm 3 người khen bê nặng nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Cây cực kỳ sung luôn nha. Cái này nếu mà giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ chắc cắt bớt mấy cái chi mà nó dài dài nha mình. Cho trong quá trình vận chuyển mình gửi đi nó đỡ mất sức cây. Đây, nhà mình đã xem tham khảo nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha nhà mình. Ngay đầu chính này có cái hốc lũa nha. Hốc lũa này. Rồi mã số 82 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 5 triệu bao vận chuyển nha mình nha. Cho một cây cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.